Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh Sóc Trăng có hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 9.643 thí sinh đăng ký xét tuyển tốt nghiệp. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, số thí sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tỉnh là 9.570 trên 9.643, đạt tỷ lệ 99,24%. Toàn tỉnh có 24 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. So với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thì tỷ lệ này cũng sắp xỉ. Năm 2021, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông cả tỉnh là 99,52%. Về điểm thi, toàn tỉnh số bài thi đạt điểm 10 là 26 bài thi. Trong đó, môn lịch sử có 7 thí sinh đạt điểm 10 và môn giáo dục công dân có 19 thí sinh đạt điểm 10. Tỉnh có thí sinh đạt điểm các bài thi cao nhất là em Trịnh Đăng Khoa, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thị xã Vĩnh Châu, đứng đầu danh sách với tổng số điểm 4 bài thi là 37,35 điểm. Tiếp tục với công tác xây dựng nông thôn mới. Thưa khán giả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú vừa phối hợp ra mắt mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tại ấp Chùa Ông, xã Hậu Thạnh. Đây là một trong những nội dung trong đề án xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông tin về mục đích ý nghĩa của việc thực hiện mô hình. Theo đó, người dân là chủ thể quan trọng nhất. Khi thực hiện mô hình, nhân dân trong ấp sẽ tự giác chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới. Cùng tại buổi lễ, người dân ký cam kết về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Sau buổi lễ, người dân cùng với lãnh đạo địa phương đã ra quân làm vệ sinh môi trường tuyến đường nông thôn tại ấp Chùa Ông, trồng hoa, cắt tỉa hàng rào cây xanh, chỉnh trang các tuyến đường nông thôn. Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Trị vừa tổ chức hội nghị liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2022. Huyện Thạnh Trị có trên 26.100 ha là diện tích đất nông nghiệp, trong đó gần 23.500 ha sản xuất canh tác lúa 2 vụ trên năm. Phần lớn diện tích được thực hiện theo chương trình 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm và theo hướng hữu cơ, việt gáp. Diện tích được liên kết bao tiêu chiếm hơn 40% diện tích gieo trồng. Toàn huyện có 57 trạm bơm, công suất phục vụ hơn 4.500 ha, 7 thuyền bơm lưu động trên 125 cống. Ngoài ra có 18 hợp tác xã, 346 tổ hợp tác, trong đó có 3 hợp tác xã và 3 hộ chăn nuôi được chứng nhận quy trình việt gáp. Hội nghị đã bàn về phát triển nông nghiệp bền vững nhằm từng bước mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Dịp này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã ký bản ghi nhớ với các công ty doanh nghiệp về việc liên kết sản xuất và hỗ trợ bao tiêu nông sản cho nông dân.